Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời gian gần đây tại quận Liên Chiểu, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã có buổi làm việc với lãnh đạo quận về triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong ngày hôm nay, quận Liên Chiểu ghi nhận 58 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 37 ca chưa được cách ly. Tổng số ca bệnh trên địa bàn quận từ khi chuyển trạng thái bình thường mới đến nay đã lên đến 428 ca. Trong đó có điểm nóng đáng chú ý là ổ dịch xuất phát từ chợ Hòa Khánh đến nay đã có 106 người mắc COVID-19. Hiện nay, phường Hòa Khánh Nam và Hòa Hiệp Nam đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3. Ngành y tế quận và các phường đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng để ngăn chặn các ổ dịch lây lan ra cộng đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý hiện quận Liên Chiểu đang là điểm nóng COVID-19 tại Đà Nẵng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đòi hỏi quận phải nỗ lực hơn nữa để sớm kiểm soát tình hình. Phải thống nhất xuyên suốt một quan điểm. Nếu chọn giữa kinh tế và sức khỏe là chúng ta chọn sức khỏe. Trong nghị quyết cũng đã nêu rất là rõ. Thứ hai là trong phòng chống dịch, lấy cách ly và xét nghiệm làm then chốt. Nếu như các anh chị không suy xuất cái tư tưởng đó thì chúng ta sẽ rất dễ bị chủ quan và lơ là, và rất dễ bị lừng khừng giữa cái quyết định. Xuyên suốt về mặt quan điểm thì chúng ta mới thực hiện được tốt được. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý quận Liên Chiểu đã chậm một nhịp trong xử lý ổ dịch tại chợ Hòa Khánh và yêu cầu nhanh chóng phong tỏa chợ Hòa Khánh và khu vực xung quanh có liên quan để thực hiện tổng thể các biện pháp phù hợp. Thường trực quận ủy, các đồng chí ban chỉ đạo phải tập trung hết sức cho cái việc xử lý chợ này. Thứ nhất là ra cái quyết định phong tỏa, thì khi ra quyết định phong tỏa thì các anh chị có thể làm xét nghiệm 3 ngày một lần ở tất cả cái khu đó, cũng như toàn bộ tiểu thương ở chợ. Danh sách của tiểu thương là phải đưa về cho các địa phương sớm nhất có thể, và có người quản lý theo dõi là cái danh sách đó hiện nay là đã lấy xét nghiệm chưa, các địa phương đã phối hợp với mình lấy chưa và kết quả như thế nào. Thông báo cụ thể thời gian những người dân đi đến chợ đó là ngày nào, và mình khuyến cáo tránh tiếp xúc với nhiều người, tránh đi đến những nơi đông người, tự theo dõi sức khỏe. Và nếu có dấu hiệu gì thì phải đến ngay cơ sở y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu quận Liên Chiểu khoanh vùng, phong tỏa với phạm vi phù hợp khi phát hiện các F0. Quận phối hợp với Sở Y tế, đánh giá sát nguy cơ dịch bệnh để có kế hoạch xét nghiệm phù hợp cũng như chuyển cấp độ dịch. Các biện pháp lúc này cần thực hiện triệt để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát dịch lây lan, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh, nhất là 5K.